Làm đại lý bán vé máy bay online dễ hay khó? Bạn muốn kinh doanh bán vé máy bay online nhưng không biết bắt đầu từ đâu, làm như thế nào, chỉ có chiếc điện thoại có làm được không? Kiểm tra giá vé, xuất vé, đổi giờ bay, thay đổi lịch trình, mua thêm hành lý, hủy vé đổi vé, vân vân và mây mây. Chưa biết gì thì có bán được vé không? Bạn đừng lo, chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ cầm tay chỉ việc hướng dẫn nghiệp vụ bán vé cho bạn. Bạn sẽ thành thạo trong vài ngày, mọi công việc đều thực hiện trên điện thoại. Hiểu được điều này nhằm mở rộng hệ thống bán vé máy bay của mình trên toàn quốc và tạo điều kiện cho mọi khách hàng kinh doanh bán vé máy bay online dễ dàng và tiện lợi. Chúng tôi đã và đang triển khai chương trình tuyển đại lý bán vé máy bay online tại trên toàn quốc, thật dễ dàng và tiện lợi, áp dụng cho mọi đối tượng. Quý khách đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam có nhu cầu kinh doanh bán vé máy bay online để kiếm thêm thu nhập thì hãy liên hệ ngay hotline 0392 979 999. Chúng tôi rất vui lòng hợp tác với bạn. Quyền lợi khi làm đại lý bán vé máy bay online. Chính sách lợi nhuận hấp dẫn, cam kết chiết khấu cao nhất thị trường hàng không tại Việt Nam. Thủ tục đơn giản, không cần nhiều vốn. Không cần thời gian cố định, giờ nào cũng có thể đặt được vé cho khách. Hỗ trợ đại lý xin chỗ, đao hạng, xử lý sự cố ở sân bay. Hỗ trợ tận tình chuyên nghiệp tất cả các ngày trong tuần. Cộng được đào tạo nghiệp vụ hoàn toàn miễn phí. Thủ tục làm đại lý bán vé máy bay online. Khách cần chuẩn bị như sau: giấy phép kinh doanh photo. Nếu không có liên hệ trực tiếp hotline 0392 979 999 để được hướng dẫn. Chứng minh nhân dân, căn cước, tạo tài khoản xuất vé. Quy trình đặt vé của đại lý bán vé máy bay online. Đại lý tư vấn và nhận thông tin khách hàng đặt vé. Đại lý tự book vé, giữ chỗ các hãng, in vé gửi khách và thu tiền. Xuất vé. Trước khi xuất vé hãy nạp tiền vào tài khoản xuất vé của bạn. Không cần ký quỹ. Chúng tôi tự hào là đơn vị đại diện chính thức của tất cả các hãng hàng không trong nước và quốc tế khai thác đường bay tại Việt Nam. Hơn nữa, với kinh nghiệm được đúc kết hơn 10 năm trong lĩnh vực bán vé máy bay, cùng chất lượng phục vụ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng phục vụ quý đại lý kinh doanh bán vé máy bay online dễ dàng và tiện lợi. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác bền lâu từ quý đại lý và mong quá trình hợp tác diễn ra tốt đẹp nhất.